Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình Samsung Galaxy Tab S2 T815 đang chờ thay mới main tại di động cao cấp .vn. Qua thời gian, việc máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S2 T815 lỗi hỏng main do rơi va đập, do rơi vào nước, do chập điện áp là điều khó tránh khỏi. Thì với dịch vụ thay mới main, sửa lỗi hỏng main trên Samsung Galaxy Tab S2 được thực hiện từ di động cao cấp .vn. Quý vị các bạn sẽ khắc phục hoàn toàn tất cả các lỗi sự cố trên điện thoại, trên máy tính bảng Samsung Galaxy Tab S2 T815 nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của di động cao cấp .vn, chúng tôi tiến hành thay mới vì các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Main của Samsung Galaxy Tab S2 T815 giống như tất cả các linh kiện khác trên Samsung Galaxy Tab S2 luôn được chuẩn bị sẵn tại các địa chỉ của di động cao cấp .vn, phụ quá trình thay mới, sửa chữa vì các bạn khi cần. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ thay mới main, sửa lỗi hỏng main trên Samsung Galaxy Tab S2 T815, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 để được kỹ thuật viên tại di động cao cấp .vn tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Xin cảm ơn vị bạn đã xem video tại di động cao cấp .vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của Samsung Galaxy Tab S2 hàng đầu hiện nay.